Ok, hello cho các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thiên Nhân Vlog của Cuộc Sống Châu Phi. Ngày hôm nay một bất ngờ mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người tới thăm vườn hành tây các bạn. Đây, bây giờ cả mọi người này, có thể review một chút cho mọi người cùng xem. Đây, cái củ hành tây đây mọi người. Đấy, hôm nay đã to gần bằng nắm tay rồi các bạn. Đấy. Ui, một nửa nắm tay đi. Já tá grande, pai Paulo. Sim. Ei, já tá grande. Ah, pai bem. Ei. Assim é grande. É, já tá grande mesmo. Tá quase, né? Tá quase. Tá quase mesmo. Ah, aí mais ou menos. Sim. Mas também já é grande. É grande. Esse é mais grande. Sim. Já tá quase mesmo. Sim. É, mọi người. Hành tây thì bây giờ cũng đã to rồi. Đấy. Yeah. Aqui vai chassar mais uma vez, pai. Sim. Ele tem que ser mais uma vez. Mesmo aqui também. Sim. Já tá vendo lixo. E hôm nay cỏ lại mọc nhiều rồi mọi người. Mình nói với bác trưởng thôn nha. Xem nói với các em đi tiến hành như xây cỏ đi. Vừa mới sợi nên mà nhanh thật đấy, kiểu là bọn đàm nữa nên là cỏ mọc nhanh lắm. Còn đấy là rau xám mọi người. Vườn hành tây hôm nay đẹp thật. Antonio, anh phim mày cha phim à? Bây giờ cây xanh mượt cả đây các bạn ạ. Lần đầu tiên trồng thử nghiệm đấy mọi người, nhưng mà mình nghĩ chắc là thành công. Thì với lại cái diện tích lần đầu tiên thì cũng nó hơi khiêm tốn các bạn. Diện tích thì cũng chưa được nhiều lắm, nhưng mà cái này như thế này thì mùa sáu sẽ tiến hành là trồng nhiều hơn mọi người. Mùa sáu sẽ tiến hành là khắc phục cái nhược điểm ban đầu là chưa nắm rõ được cái quy trình của nó như thế nào, nên mùa sáu sẽ gieo nhiều hạt hơn. Đấy. Yeah. Ở bên này về mọi người này, bên này cũng tốt này. Xanh mít. Hôm nào vừa mới nhổ trông ấy, vừa mới thèm ăn với mì tôm, bây giờ đã tụt lút rồi. Sao bảo là quý cá sư. Bên đi nào. Vâng. Răng cá pinh. Cá bây giờ ăn quý á. Nhờ mấy em tranh thủ nhổ cỏ đi. Một rau xám thì mọc cực nhiều mọi người. Pepo Lué, você dá comendo? Não. Dá? Dá? É. Ok. Só agora estou sozinho. Ok. Não, esse ferver. É cuia. Ah. Ok. Nunca provei já. Ah. É. Esse tá bom. Ok. Esse parabéns na tua sangue. Ah, ok. Esse parabéns na tua sangue. Aham.
Mình nói bạc trưởng thôn cái rau xám này thì nó tốt tốt cho mẫu đô cả kiểu ấy. Nên bạc thì chưa thử ăn bao giờ ạ. Đã có là con gỗ rồi. Ngày trước thì con có ba xã nữa thì mình lấy về luộc, bây giờ một mình nữa thôi. Sáng buổi tối sáng bên các chủ ăn cơm thôi cho mình, không lấy nữa. Mà ở đấy rau xám mọc rất là tốt mọi người. Nó mà sao cái là mọc ở cũng là mà này. Repeti lah. Dia uji ringkan dengan dahin lama nama lama rasa lagu sanjo. Rangka, rangka kaping, ya? Sebuah tamu ya, cabai preto. Ở bên này xinh mượt mượt luôn mọi người, tuyệt vời. Ta thử cùng xem cái cà rốt như thế nào rồi nhỉ? Antonio, vén đi. Ồ, đây, đây mọi người. Cà rốt gần gần bằng ngón chân đây. Đấy. Hy vọng là có nguồn thu lực từ cà rốt nè mọi người. Cái này thì ăn sống được rồi. À, cái là in nén này. Đây là tê xa in nén này gì. Ồ, hành tây to rồi mọi người ơi. Củ gì này to rồi nè. Đã số to rồi các bạn. Cái này nếu mà bán thì vẫn bán được đấy. Có thương lái mua mà mua cả thân, cả gốc, cả củ là bán được đấy. Bem, sí, sí. Esse tipo mesmo caú lá também já dá vender, né? Falta só um pouco. Falta um pouco, né? Quando esse mês acabar mesmo, já dá. Mas não vou vender. Ah. Bom mesmo, bom preço, não? Ah. Vou guardar. É. Khoe với mọi người này, cà rốt này. Cà rốt mình thử nhổ lại một cây xem thế nào. Bây giờ đã to thế này rồi. Trong thời gian tới thì chắc là phải to và to hơn nữa đấy các bạn. Còn đây mọi người. Kia đợt mà trước mình gieo cái dên, củ dên ấy, thì thất bại. Nó thời tiết nắng quá đi, nó mọc nhưng mà nó chết nhiều quá đi. Đấy, còn những cái mà sống sót lại thì đây củ đấy là mọi người này. Đây này, củ to rồi các bạn này. Đấy, mọi người thấy củ dên đỏ chưa? Đấy, cái này thì hiện tại mình đang cho gieo ở đằng trên kia các bạn ạ. Mình đang gieo mới ở trên kia. Bởi là cái củ dên này thì như theo mua lẻ ở ngoài chợ thì một củ như thế này khoảng tầm 200 quán mọi người. Đấy, 5 củ bẻ bẻ thôi, đã là 1.000 quán thôi. À, mình thấy cái giá trị kinh tế nó cao, nên là mình trồng tiếp mọi người. Đây, đấy, đấy sót được mấy cây là cây nào cũng củ to đấy các bạn. Đây này, Antonio này, phim đa kín này. Còn bên này thì mọi người này, bên này cũng to đấy mọi người này. Đấy. Cái này thì thầy bảo là bổ cho máu mọi người. Đấy, củ dên này thì ăn thì bổ cho máu đấy mọi người. Giống như củ su hào của mình ấy đúng không? Đấy, gần giống củ su hào mọi người. Đấy, những cái nào mà sọt được thì củ rất là to. Còn mấy cây su hôm rồi mình trồng thì hôm nay cũng đã mọc được 3 cây rồi mọi người. Mình trồng 4 cây mà mọc được 3 cây rồi. Một cây thì không biết
tại vì làm sao mà nó không mọc. Đấy. bốn quả mà mọc ba cây đây. Bây giờ mình sẽ đưa cho mọi người lại xem. Đây các bạn này. Đây. Mấy cây su su đã mọc rồi các bạn. Vừa mới tưới nước xong. Đây một cây. Cái này thì không biết sao này, cái này chắc bị hỏng này. Còn cái này thì cũng bắt đầu léo rồi mọi người, mà bắt đầu muốn léo gian rồi, bắt đầu có vòi ra đây. Đấy. Cái bên này nữa mọi người, cái bên này nữa này. Đấy. Cũng bắt đầu phát triển rồi. Hy vọng thì mấy cây su su này thì giống như ở nhà mình có một cây rất là tốt các bạn. Cái su su này thì cái chồi non của nó ấy, xào ăn rất là ngon. Mình xào thường xuyên. Cái này hôm nào mà mọc tốt lên thì hái cái ngọn ấy, lấy ngắt cái ngọn này của nó đây là xào cho mọi người ăn thưởng thức. Về lâu về dài cái này thì nó quanh năm luôn. Mình trồng một cái ở nhà nhưng mà thấy quả chồi nó quanh năm luôn. Thì mưa xuống thì càng nhiều chồi nữa các bạn. Đấy. Thì hy vọng là có thêm thức ăn cho người dân cùng ăn để cùng làm việc. Bên này thì các em vẫn đang tiến hành nhổ cỏ, còn bên này thì bác trưởng thôn và mặt tiền lối thì cũng đang tiến hành tưới hành tiếp mọi người. Ở dưới này đất phát cả thì nó có kém hơn, đất phát cả thì nó nóng hơn. Trên kia đất tốt hơn, dưới này đất nó cũng nó căn hơn. Cỏ hơi nhiều, ngày mai rồi làm cỏ luôn mọi người ạ. Tao qua chơi cả ba... Inya. Oh, Gabi. Tem muita água dessa entra aí também. Aí precisa regar também. Sada tá lá. Dessa água entra aí no carreira. Thế nhờ em trai là tưới nước ở đây luôn. Ok mọi người, thì nội dung ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thể Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Tôi được phát lời chào các bạn nhé. Chào các bạn. Rapido. Đây, bên này thì các em đang nhổ cỏ mọi người. Cỏ bên này thì cũng ít nên là tiến hành nhổ cỏ thôi. Avanza.